Kênh Người Trẻ Làm Nông xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi sáng an lạc. Hôm nay Hiển cập nhật là cái vườn nhãn của Hiển sắp thu hoạch thứ bảy này là Hiển bán rồi. Hiển quay cập nhật lại cho mọi người thấy trái nhãn vẫn to chứ không phải nó nhỏ như một số bạn lo về vấn đề phân bón cho nhãn. Nhãn này phải tỉa mọi người ơi. Tỉa phải thưa trái như thế này nè. Cái thang này Hiển cũng mới tỉa hôm qua xong cái này rồi. Tỉa lại lần hai nữa để mà mình hái xuống mình không còn tỉa gâu với tỉa trái nữa. Thấy đeo nữa. Nên đùm nhãn rất thưa rất đẹp, xa trái cháy rất là to. Đây là cái cây đầu vườn. Hiển chỉ đi cho mọi người thấy quay vòng vòng cho mọi người xem là cái nhãn gần thu hoạch nó to cỡ như thế nào. Đây sai trái mà trái vẫn to. Với thứ hai là Hiển cũng nhắc một số người mới làm nhãn ha, thì nó sẽ có tình trạng bông đầu giống như Hiển. Mọi người hỏi bông đầu là như thế nào thì bông đầu ha là cái bông mà nó ra trước và nó nở trước bông kia nên gọi là bông đầu. Đây còn trái nhãn sắp thu hoạch của Hiển đây, bông đầu đây. Trái to lắm mọi người ơi. To bằng cái nhãn xuồng luôn á. Cái này thì lái nó mới thích chứ còn nhỏ nữa nó không thích. Nên mình phải tỉa. Đây là cái vườn nhãn xử lý sau của Hiển nè. Bữa nay trái bằng đầu ngón tay hết trơn này. Hái ba cái nhãn trước xong bắt đầu tỉa ba cái nhãn nhỏ này nè. Tỉa cho nó gọn lại. Là nhãn thái thì nó cực cái là công đoạn mình phải tỉa. Tỉa thì trái nó mới to được chứ còn không tỉa là trái nhỏ xíu à, nhẵn nhẵn à. Mình phải tỉa cho thưa trái ra. Một đùm dao động khoảng được 30 trái là vừa mọi người. Nhưng mình để thấy bốn mấy trái này là nó hơi nhiều. Nên đùm nhãn nó không được đẹp lắm. Cái lứa này là Hiển chưa bẻ được rồi nè, trái bằng trái nhãn xuồng hết trơn rồi. Hiển có bẻ bông đầu nè. À, còn những ai mà đã canh ngọn xử lý tốt thì nó sẽ ra đều hơn, còn mình thì chưa kinh nghiệm mà mình xử lý thì nó sẽ ra lọt chọt vậy. Bông đầu với cái bông kế nhiều hơn bông đầu. Trái sai lắm. Đây là những cái cây này cũng cực kỳ sai mà Hiển chưa tỉa được. Nhưng mà tỉa thì mọi người cứ để cái trái bằng tay cái hả tỉa. Nếu mà tỉa sớm quá là mình canh đùm không được là nó sẽ nhiều, phải tỉa lần hai. Kinh nghiệm của Hiển giờ rồi mùa rồi Hiển tỉa sớm quá nên cái trái nó nhỏ. Cái mình thấy dừa mình để mốc lớn cái đầu nó nhiều phải tỉa lại. Hiển phải tỉa lại nhiều lắm. Trái sai hoàng. Nhưng cũng nhắc nhở mấy anh em bữa nay trái cỡ này là phải xịt thuốc nấm nha, tại vì mà có sương muối rồi. Mình pha thêm antracon với thằng vinamingon mình xịt loãng loãng thôi để cho nó trái nó đỡ bị nám hơn. Đây trái xoay quần hết trơn. Quan trọng là nhiều người nói thì để trái nhiều quá thì nó không lớn trái. Nhưng Hiển để nhiều, yếu là phân thôi mọi người. Phân cho đúng cử lượng thôi. Như cái cây này là Hiển gần. Bây giờ cái đợt này là Hiển sắp được gãi một cái cử cuối nữa là phải 1 ký 2. 1 ký 2 phân. Ở địa phương bạn nào mà có bán cái phân mà Gasonic của thằng Mỹ á, hàm lượng 15, 5, 25 á, thì mấy bạn gãi nha. Hiển cũng đang gãi loại này. Cái loại phân này nuôi trái lớn cực kỳ luôn. Nhưng mà nó cũng hiếm lắm mọi người. Ở bên cái tàu nó có bán với mình, ra đại lý mình hỏi mua thì nó không có bán loại Gasonic này. Đây là của Mỹ nhập khẩu luôn. Một bao 25 kg là 450 là 460 rồi đó. Ở Mỹ mua 30 kg. Trái sai quần, trái to lắm. Bữa hổm có bạn hỏi mình á, trái của bạn bằng lứa của mình mà trái bạn hiện nay đang nhỏ thì mà mình quay clip này mình cũng nhắn gửi bạn là bạn phải tỉa đùm nhãn nha, tỉa lại đi. Một đùm khoảng chừng 30 trái được rồi, 30 hoặc là 25 trái cũng được nữa.
để cho trái nó to, chứ đừng có để nhiều quá, đông con thì gái phân không đủ á thì nó nhỏ xíu trái à, bán lái nó chê, nó dạt xuống hàng lỡ hoặc là hàng loại ba chết luôn. Nhãn năm có một mùa mà để mà nó bị thất thoát như vậy là uổng lắm, thì có năm một mùa. Sang vườn hiện vẫn bị mùa sương muối, hiện xịt thuốc nấm hết trơn rồi đó, trái đạt lắm. Vậy bữa nữa là thứ bảy, là thứ bảy nhật là hiện bán rồi. Còn để quay cái trái nhãn như thế nào là cái nhãn chín để mà mọi người mẹ bán cho đúng, chứ nhiều khi á, bẻ nó không có chín đó. Rồi cái vỏ nó còn sần, nó không có láng, rồi cơm nó chưa vô dày, độ ngọt nó không có, rồi thương lái nó tét ra nó ăn thử thì nó trả lại chê, nó lại bớt giá mình nữa, mà trái bẻ xuống rồi sao mà gắn lại được. Cũng tội nghiệp mấy người nông dân lắm, đa số làm ra sản phẩm chứ bị thương lái ép giá thấy bà luôn. Đây cái đùm này là đùm cần bán đây nè, à bạn thấy không, cái màu trái nè, đây nè, cái màu nó quằn xuống, cái màu này nè, nó quằn xuống thì trái nhãn nó mới chín, chứ nó thơm thơm nó cũng chưa chín đâu, cơm nó chưa vô chưa đủ nên mình bẻ cái đầu cái là nó không có ký. Đây, mọi người thấy rõ ha, cái màu nó quằn nè, hai phần này nó gù lên, cái màu cái màu chỗ cái cuốn nhãn nó quằn xuống thì cái nhãn nó mới chín được. Trái nhãn về lái nó chịu nè, da láng xanh xanh nè. Mà ở khu của Hiển thì nó không có chuyên về nhãn nên ha, đưa trái nhãn ra nó nói không phải nhãn Thái, thì nó nhìn cái trái nhãn Thái nó to hơn trái nhãn thường ngày của người ta, nó nói không phải nhãn Thái, Hiển cười đau bụng luôn. Trái của Hiển, trái nhãn hiện giờ là bằng trái nhãn xuồng rồi đó, nên nó đạt lợi nhất, dễ bán hơn trái phải láng vậy nè mọi người. Đây đó, nó phải láng vậy. Với thứ hai nữa, trái nhãn mà gần bán mọi người xác định từ lúc đổ gốc đến lúc mà thu hoạch luôn là 7 tháng, thì còn nửa tháng còn lại là mình gãi một cữ phân đậm nữa là mình ngưng luôn, mình xịt cho Hiển hai cữ thuốc nấm. À, Hiển xịt là Nivota với cái thằng Rivet của thằng gì ta, Rivet của cái thằng gì quên mất tiêu này, của cái hãng gì quên mất tiêu, cái hãng chung với cái hãng của thằng anh Vin á, là Hiển xịt hai cữ đó, đậu nó tẩy rồi đậu nó lên phấn lại. Hiển xịt hai cữ tẩy là như là 334.000, là pha cho 400 lít nước á, xịt nó đạt lắm, nó lên màu đẹp cực kỳ. Mà bà bạn xịt là xịt cho nó đều chùm luôn nghe, chứ không có xịt nửa bên này nửa bên kia nó khô khốc là thua nghe, nó không lên màu nghe. Nói là tình trạng này Hiển không có gành, Hiển xịt Hiển bị nụ cười một lần rồi, nó nhãn lên đóng đều ở đầu buộc Hiển mới xịt lại, xịt lại thì trái nhãn lên đẹp đều lại. À, mong những bạn nào mà có nhãn mà cỡ như Hiển này hoặc là nửa tháng nữa bắt đầu hái đó, thì cứ xịt thuốc như cô kia của Hiển vậy đó, để cho trái nhãn đẹp hơn. Đây là kinh nghiệm của Hiển mới vừa bị vừa nên Hiển chia sẻ lại mọi người. Rồi bye bye mọi người, Hiển xin kết thúc clip.